À, chào các bạn. Trong cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái Photoshop tự động với lại FFmpeg. Thì để làm cái này thì các bạn cần phải có cái bản phiên bản FFmpeg mới nhất và cái file Photoshop guide của mình đính kèm trong cái bài viết. Thì trước đây thì mình có làm một cái bài viết và hướng dẫn, nhưng mà cái bài viết hướng dẫn đó là làm theo cái thứ tự dùng code bằng chạy bằng dùng lệnh. Thì trong cái bài viết mới này thì mình sẽ sử dụng cái dạng phần mềm này của các bạn Phạm Thành để mà viết ra, để mà làm cho nó đơn giản hóa trong cái vấn đề mà tạo cái Photoshop tự động này. Thì đầu tiên thì các bạn tải cái bản mới nhất của FFmpeg về nhé. Các bạn chọn đúng cái version, rồi chọn đúng cái Windows Volume Bit, chọn cái static rồi download. Rồi, các bạn download nó về được cái bản mới nhất. Đến các bạn tải cái file Autoshop Guide này về. Cái đến là cái phần Subtitle Edit. Thì cái Subtitle Edit ở đây thì các bạn tải cái file setup. Tải cái file mới nhất ha. Hoặc là cái file zip cũng được. File zip thì các bạn chỉ cần giải nén nó ra thôi là hoạt động thôi. Đó, ví dụ ở đây mình tải cái file Photoshop về trước. Photoshop tải. Các bạn lưu ý là tìm đúng cái file nha. Cái này là những cái, tại mình để trên cái host này thì nó có cái phần quảng cáo rồi nè. Đó, thì lúc vô đó thì nó tải tải cái file đó về. Đó, thì ở đây mình có chuẩn bị sẵn là cái file này và cái file FFmpeg phiên bản mới nhất luôn rồi. Các bạn tải về xong thì trong cái phần đây, ví dụ mình làm luôn đây cái file FFmpeg này, các bạn mở lên. Các bạn lấy cái file trong cái thư mục bin này nè. Đó, là cái file FFmpeg.exe này. Trong cái thư mục bin này nha. Lấy cái file này. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì cái file Autoshop thì sau khi tải về thì nó dày, xong rồi giải nén nó ra. Extract to Autoshop Guide luôn. Rồi, giải nén nó ra được, nó được cái thư mục. À, cái này thì bỏ nó ra ngoài đi. À, tức là có thể là dạy chắc khi luôn để cho nó ra được thư mục này. Xong sau đó lấy cái file fmvg.exe đó, các bạn cắt nó để mà di chuyển nó vô trong cái thư mục này. Đó là do cái đúng ra thì trong cái file nén này nó có cái file luôn fmvg, nhưng mà mình để giảm dung lượng file thì nên mình mới xóa đi, và mình muốn là nó có được cái file fmvg tốt mới nhất đó. Rồi sau đó là sử dụng cái tool này. Đó, thì ở đây mình sẽ demo cho các bạn tải luôn cái file sub này luôn ha. Sub này luôn thì ở đây hình như mình có tải sẵn luôn cái file sub này rồi. Các bạn chờ xíu nha. Ở đây, đây là cái thư mục giải nén của cái file sub editor nè. Các bạn tải cái file giải nén cũng được hoặc là file setup cũng được. Ở đây mình tải cái file giải nén nè, về cái file này. Tức là ở đây mình đã có cái Autoshop và cái Sub Editor. Bây giờ mình sẽ cần tìm cái video mẫu cho các bạn. Video mẫu thì ở đây mình sẽ làm thử mẫu một cái video new. Ví dụ như ở đây new bên tiếng Anh đó là new bên tiếng Tàu. Mình sẽ làm hai video về tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. À, thì bây giờ mình làm cái phần tiếng Trung Quốc trước đi. Thì sau khi mình search cái tên tài khoá này lên trên YouTube thì ví dụ mình lấy cái video này. Đang hiện hải ngoại新冠肺炎疫情Đó,中。thì nó sẽ có được cái video này. Ví dụ mình tải về cái video này phiên bản 1080 luôn đấy ha. Này, mình đặt cái tên cho nó dễ nhớ, dễ trong hình dung chút xíu. Cái này đúng ra bạn có thể điều nguyên luôn. Có thể đặt là China New nha.
Rồi, đó là tiếng Anh. Bây giờ mình sẽ làm đó là tiếng Trung Quốc. Bây giờ mình sẽ làm một cái file new bằng tiếng tiếng Anh. Cái đó thì mình có thể ví dụ như mình lấy cái video này đi. Video của Thủ tướng Anh. We live in strange. File này có nó có quảng cáo. The coronavirus is the biggest threat this. Đó thì mình sẽ thử cái video này. Tải cái đây mình sẽ dùng để cái từ là BBC News thôi. Ở đây là mình sẽ làm mẫu với cái ví dụ về Autoshop thôi nha, chứ không có phải là lấy video về để mà dính bản quyền nha. Rồi cái thứ tiếp theo cho các bạn làm theo hướng dẫn này, các bước tạo nè, tải bản mới nhất nè, làm cái Autoshop này giải nén ra nè. Rồi chạy chạy cái file Autoshop ra này lên, thì nó sẽ khi mà chạy lên thì nó sẽ có hai cái cửa sổ cho các bạn. Ở đây nó có hai cái cửa sổ, là một cái là cái cửa sổ này và một cái là cửa sổ đen nền ngoài. Thì để mà sử dụng thì mình sẽ kéo cái video mình cần xúc vào trong cái cửa sổ này. Ví dụ như ở đây mình sẽ mở lại cái video mình mới vừa tải về, là có ở đâu đây, mình mở ADM lên luôn cho nhanh. Đây cái video là BBC News hoặc là China News. Ở đây mình làm China News trước nè. Đó, mình kéo vô BBC News luôn. Nhưng mà ở đây là do hai cái ngôn ngữ khác nhau nên mình tách riêng ra. Thì ở đây mình China News thì mình bên này mình chọn là China Symbol, và bên này mình cũng chọn là China Symbol luôn. Thì là do ở đây là đúng ra cái tool này thì nó có tính năng là nó tự động nó dịch từ cái ngôn ngữ nào qua ngôn ngữ nào luôn, nhưng mà do sử dụng dịch với là Google, và Google thì tính phí cái phần dịch thuật này nên nó chứ nó không có tự động dịch cho được. Đó, thì các bạn chọn cái China rồi China luôn rồi nhóm Go. Đó, thì ở trên này thì nó cũng có cái trình tự hoạt động là giống như là mình làm cái dạng thủ công, nó sẽ quét qua cái audio của file và sau đó nó tạo ra file China News ở đây, thấy chưa? Là như vậy là nó xong thành công một file. Đó, thì đến cái file tiếp theo thì các bạn cũng làm tương tự. Các bạn mỗi file thì nó khác nhau nên các bạn cứ tắt đi xong rồi mở lại. Autoshop, Autoshop. Rồi kéo cái BBC News vô, bên này là tiếng Anh. Tiếng Anh thì chọn tiếng Anh bên này luôn. Rồi, go. Nó sẽ quét quét video và làm cái sub tiếng Anh. Sau khi nó chạy xong thì cái file sub tiếng Anh này nó sẽ nằm cùng thư mục với là cái file video luôn nha. Ví dụ file video mình ở đây là download video rồi BBC News gì đó thì nó nằm cùng thư mục luôn. Vậy rồi 100%. Ok, như vậy là mình đã làm xong cái thì mình sẽ sort đây. Tức là ở đây mình sẽ có hai cái file này. Ở đây ví dụ mình sẽ cắt hai cái file này, mình bỏ vô chung cái thư mục ngoài này đi, mình cho nó dễ nhìn. Rồi đó, tức là nó ra được hai cái file video và cái file sub rồi nè. Thì để thử ví dụ như ở đây mình chạy cái file này. Mình tắt cái phần Autoshop đi nha. Rồi các bạn thử play cái file video. 当前海外新冠肺炎疫情加速蔓延. Đó. Thì để add sub vô thì các bạn chọn cái đây, add sub vô. Chu sub. Rồi chọn đến cái file thư mục. Đây. China News.
thì nó hiện sẽ hiện xuất ra đây.不少海外同胞，特别是Đó,与tức là留学nó sẽ生được群xuất体xuất感到了trong焦cái虑。đó là. Tuy nhiên ở đây là cái ngôn ngữ gốc của cái người kia đang nói. Thì để cần dịch đó thì mấy bạn mình sẽ sử dụng thêm cái subtitle editor. Subtitle edit này đó. Các bạn mở cái file subtitle edit lên. Rồi mở cái file cần sub là. Ví dụ ở đây mình mở cái file của China News nè. Đó, các bạn muốn dịch nó thì sau khi mở nó ra xong thì chọn cái Auto Translate. Translate by Google. Ở đây mình chọn cái ngôn ngữ tiếng Trung Quốc, dịch qua đây là dịch sang cái tiếng Việt Nam. Rồi, nhấp nó. Thì giờ ở đây là nó báo là cái Google sử dụng cái API của Google nè. À, nên mà nếu mà mình có cái key này thì mình sử dụng cái key này thì nó dịch qua được nhiều cái từ hơn. Còn nếu không thì mình không có thì nó sẽ giới hạn, nó có limit, nó sẽ chậm và nó có cái limit data nè. Ok, được chưa? Rồi ở đây nó sẽ dự dịch, cái độ chính xác của nó thì nó cũng chỉ ở cái mức tương đối thôi, nha. Nhưng mà mình về cơ bản thì mình có thể đọc và hiểu được.当前海外新冠肺炎疫情加速Đó,蔓thì延，ở đây là不nó少海外sẽ同胞，特hiển别thị是cái与留学生群体感到呢焦。sub ra cho mình, làm demo luôn cho mình ở đây. Và ví dụ như có muốn edit cái dòng nào đó thì và các bạn có thể edit trực tiếp ở đây. Đó, rồi sau đó các bạn save cái file sub này thành là cái file SRT đi. Còn tiếng Việt. Các bạn export nó chứ. Cái này là sử dụng cái file của video rồi. Đây là sale. Open import rồi sale cái ngôn ngữ subtitle mới nè. Rồi như vậy thì khi mà xem lại thì cái file này là cái file ví dụ như các bạn edit nó đây là vẫn còn tiếng Tàu hả? Ok để mình coi lại cái chỗ trích xuất cái này đã. Này dịch ra rồi. Thì ở đây các bạn chọn Save as là được ha, Save as nó thì nó sẽ ra cái subscript mà như các bạn subscript với y á. Ví dụ cái file này nè. Relay nó luôn. Các bạn mở lên thì cái file này nè. Mở lên thì nó ra là có tiếng Việt trong này. Tương tự đối với cái bản tiếng Anh cũng vậy. BBC News. Rồi chọn qua bên Translate Google Bing từ tiếng Anh qua tiếng Việt dịch. Rồi Translate nó. Ok. Các bạn có thể edit lại nha. Edit lại cái nội dung từ trên xuống rồi BBC News sub VE. Nhiều như ở đây. Good evening. The DVD. coronavirus is the Đó. Thì nó sẽ báo cho các bạn là thường thì tiếng Anh thì nó sẽ chuẩn hơn đối với các cái ngôn ngữ khác, nhưng mà về cơ bản thì mình có thể edit lại cái phần cái file sub này xong rồi sau đó các bạn dùng cái pha cái cách để mà đưa sub vào trong cái file video bằng code FFmpeg nữa, như vậy là ổn. Thì cái cách để mà add sub vào trong file video thì mình sẽ làm một video khác. Thì video hướng dẫn của mình để làm shop thì với ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Trung Quốc đến đây mình kết thúc. Các bạn nào mà có cái thắc mắc hoặc là chưa hiểu cái nào đó thì các bạn có thể comment trong bài viết hoặc là ở dưới cái bình luận video của này thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Ở đây các bạn lưu ý thì cái tool này thì khi mà chạy cái file editor thì có thể là nó sẽ bị
một số cái file video khi tải về nó sẽ bị thiếu định dạng dạng mã code á, để mà nó play được cái video demo mẫu trong cái sub title edit á, thì các bạn có thể tải thêm cái file này. File này thì khi mà nó báo lỗi thì nó sẽ báo hướng dẫn cho các bạn tải. Còn mà trường hợp mà gặp lỗi mà trong cái vấn đề mà sử dụng cái Authorize guide mà nó hiện màn hình lên xong đen thui không làm gì đó, thì các bạn có thể cài thêm cái Python Python 2 chấm nha, 2.7 á, là có thể hoạt động được. Rồi video của mình kết thúc ở đây nha. Chúc các bạn thành công.